Xin chào mừng anh em quay trở lại với Ngược Dòng Lịch Sử. Tôi là Mr. Sui, người sẽ kể cho anh em nghe những câu chuyện hấp dẫn nhất. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mỹ luôn tự hào là cường quốc số 1 thế giới, là bá chủ thiên hạ, nhưng khi gặp Việt Nam lại tắt điện. Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu vũ khí khủng khiếp cũng không giúp Mỹ giành được thắng lợi. Đến cả pháo đài bay B-52 khét tiếng còn bị Việt Nam dùng súng bắn rụng, khiến Mỹ vô cùng đau đầu. Trong quá trình gây chiến ở nước ta, Mỹ đã cố gắng sáng tạo ra rất nhiều loại vũ khí độc lạ. Công tâm mà nói, có những thứ đi trước thời đại, rất triển vọng với mong muốn có thể phô trương sức mạnh khoa học kỹ thuật và tiện khoe rằng nhà anh không có gì ngoài điều kiện. Thế nhưng kết cục của các em nó lại không được như cha đẻ của chúng mong muốn. Lúc phát minh hết mình, nhưng lúc thử nghiệm hết hồn. Anh em nào muốn biết cụ thể các loại đồ chơi đó là gì và lý do vì sao chúng trở thành đồ bỏ đi thì mời xem video ngày hôm nay. Đội ngũ chế tạo vũ khí của Mỹ trong thời gian chiến tranh Việt Nam chắc chắn đã phải làm việc cần lực không kể ngày đêm, tóc bạc đi nhiều phần để chế tạo ra những vũ khí có 102 mang đi xâm lược nước khác. Thứ đồ chơi độc đáo đầu tiên phải kể đến chính là ba lô phản lực. Vào những năm 1960, quân đội Mỹ đã nghiêm túc nghiên cứu loại vũ khí này. Tuy không bao giờ được triển khai vì nhiều lý do, nhưng từ đó xuất hiện rất nhiều ý tưởng tương lai liên quan hỗ trợ cho việc triển khai ba lô phản lực này tới chiến trường Việt Nam. Vào năm 1967, công ty Bell Aerosystems đã phát triển một tài liệu kế hoạch phác thảo hình ảnh ba lô phản lực, một loại phương tiện quân sự mệnh danh hệ thống cơ động hạng nhẹ dùng trong chiến đấu. Bell là một nhà thầu cho Bộ Quốc phòng Mỹ, đã nghiên cứu Bell Rocket Bell suốt vài năm và sau 3.000 chuyến bay, họ đã phát triển một thiết bị dạng ba lô phản lực mới với tên gọi dây đai phản lực năm 1968. Giống như rất nhiều các công nghệ quân sự khác, ý tưởng đưa ra đầu tiên cho công dụng dây đai phản lực là mục tiêu trinh sát. Các mẫu máy bay không người lái và robot đầu tiên cũng được dùng để trinh sát trước khi được vũ khí hóa. Theo báo của công ty Bell, chiếc ba lô phản lực nhỏ gọn, điều khiển nhanh với khả năng né tránh nhạy. Nhưng vì đây là phương tiện phục vụ cho hoạt động trinh sát, nên các vũ khí phải có độ giật tối thiểu nhất. Cho rằng nếu độ giật quá cao, sẽ đẩy một người lính mất kiểm soát và bay xoáy trên không. Ngoài việc trinh sát, Bell cũng cho rằng những chiếc ba lô phản lực này sẽ có tác dụng trong các hoạt động tâm lý chiến. Theo báo cáo, ba lô phản lực có thể dùng để giải truyền đơn, dễ dàng mang theo các thiết bị tuyên truyền như radio hay máy chiếu và phát thanh từ loa công suất lớn. Các lợi ích của hệ thống ba lô phản lực đã được nhấn mạnh trong giao chiến, ví dụ như khả năng trốn thoát nhanh chóng khỏi quân địch và tiềm năng sử dụng trong các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Điều được nhấn mạnh nhất chính là lợi ích của chiếc ba lô này trong các cuộc tiến công vừa đánh vừa chạy, kết hợp với dương đông kích tây, dùng để đánh lừa quân địch ra khỏi cuộc tấn công chính ở vị trí khác. Thế nhưng, dù hội tụ một loạt các tính năng ưu việt, những lợi ích không thể phủ nhận, nhưng chiếc ba lô phản lực bị loại bỏ vì lượng nhiên liệu khổng lồ chúng tiêu tốn cho một chuyến bay rất ngắn. Vấn đề này đến nay vẫn chưa có biện pháp khắc phục, nên chiếc ba lô vẫn là một dự án bị hoãn vô thời hạn. Một loại vũ khí đặc sắc không kém chính là vũ khí côn trùng. Nguyên lý hoạt động của loại vũ khí này rất đơn giản. Mỹ tạo ra một thiết bị có tên dụng cụ cảm biến sinh học, nhưng thực chất là những chiếc hộp đựng đầy ong bắp cày, kiến hoặc loài côn trùng nào đó. Người Mỹ lên ý tưởng huấn luyện những con côn trùng này quen với mùi của lính Việt để thay công việc trinh sát, phát hiện dấu kẻ thù. Nghe rất sáng tạo, nhưng cuối cùng nó đã bị vứt xó sau khi nhận được kết luận thiết bị không đủ độ tin cậy cho các nhiệm vụ chiến đấu. Thế nhưng mấy ông phát minh vẫn lì như quỷ. Thua keo này, các ông bày keo khác đi thẳng vào lòng đất. Họ chế tạo ra các lọ hóa chất nhỏ, dễ vỡ, rải ở những nơi du kích hay ẩn náu. Những lọ hóa chất vỡ sẽ tỏa ra mùi thu hút côn trùng xung quanh, khiến chúng ngay lập tức bu lại tấn công người ở đó. Nhưng dự án này cũng bị dẹp ngay trong một nốt nhạc, tiêu tốn 35.000 đô la vào những năm 60 mà không được tích sự gì. Tiếp đến là vũ khí phân chó. Không như anh em tưởng tượng đâu, Mỹ không lấy đến mức lấy phân chó làm vũ khí, mà chúng tạo ra thiết bị do thám cosplay cục phân chó mà thôi. Theo trang Daily Mail của Anh, quân đội Mỹ đã sử dụng một loại thiết bị truyền phát tín hiệu rất phức tạp trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Và điều đáng nói nữa là, thiết bị này được ngụy trang giống như một bãi phân chó. Chiếc máy phát này có tên gọi là T-1151 Dog Do Transmitter, được dùng như một ngọn hải đăng dẫn đường cho quân đội của Mỹ. Nó sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo khi có sự di chuyển, cho phép các tướng lĩnh của quân đội Mỹ kiểm soát sự di chuyển của quân đội Việt Nam hoặc tìm kiếm một người lính đang cần cứu hộ. Máy phát Do do lực lượng tình báo quân đội Mỹ phát triển vào khoảng năm 1970, được giải dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh và các khu rừng rậm ở Việt Nam.
Nó phát ra tín hiệu vô tuyến giúp máy bay Mỹ xác định được những địa điểm tập trung bộ đội Việt Nam. Thiết bị thường bị bùn đất hoặc rong rêu bám phủ bên ngoài. Nhiều cơ quan quân đội Mỹ nhận và kiểm soát tín hiệu vô tuyến mà thiết bị truyền ra, trong đó có cả Cục Tình báo Trung ương Mỹ, CIA. Do máy FADU thường không bị nhiễu loạn, thời lượng hoạt động của máy phụ thuộc vào loại pin nickel-cadmium. Ngoài ra, do được ngụy trang giống một bãi phân nên thiết bị không bị động chạm, phá hoại và vì thế hoạt động càng hiệu quả, được cấy vào trước hàng nhiều ngày, nhiều tuần trước khi có nhiệm vụ tấn công. Theo như mô tả sản phẩm thì em phân chó này rất hữu hiệu. Tuy nhiên, năm 1975, sau thất bại thảm hại trước Việt Nam thì Mỹ đã phải ôm hết phân chó về nước. Tưởng như thiết bị phân chó đã là sốc nhất rồi thì Mỹ còn tạo ra thiết bị kinh khủng hơn, chính là máy đánh hơi người. Mỹ có một đội chó săn rất hùng hậu và hùng hãn, được huấn luyện kỹ lưỡng. Nhưng đứng trước lực lượng quân giải phóng vốn nổi tiếng là dân chơi chó thì các em chó lại không phát huy được khả năng của mình. Thậm chí Mỹ lo ngại tình trạng các em chó có nguy cơ bị tắm trong nồi cùng giềng xả nên đã nghĩ ra một thiết bị điện tử chuyên để thực hiện nhiệm vụ của chó săn nhưng có độ chính xác cao hơn nhiều. Đó là thiết bị đánh hơi người. Thiết bị đánh hơi người này được quân đội Mỹ sử dụng ở khu vực phi quân sự dây tuyến giữa hai miền Bắc Nam để phát hiện người vượt tuyến từ miền Bắc Việt Nam xuống phía Nam. Sau một thời gian thử nghiệm có vẻ hiệu quả, thiết bị này được phát tới các đơn vị lính Mỹ để phục vụ việc đi càn quét và phát hiện quân giải phóng trong rừng rậm. Thiết bị này mang tên XM-2 và bản nâng cấp XM-3 bao gồm một hệ thống ba lô đeo trên lưng người lính với pin dự phòng và hệ thống điều khiển. Một vài hệ thống khác lớn hơn được trang bị trên máy bay trực thăng nhưng tỏ ra không hiệu quả do tốc độ di chuyển quá nhanh. Theo tài liệu được Mỹ ghi lại, quân giải phóng đã cực kỳ mưu mẹo khi hất nước tiểu khắp đường đi càn của lính Mỹ, khiến các loại máy dò hơi người phát tín hiệu báo động liên tục, khiến binh lính hoang mang tột độ. Chưa kể tới việc, ngoài đánh hơi được hơi người, XM-2 còn nhạy đến mức đánh hơi được cả hơi động vật. Kết quả cuối cùng là thiết bị này bị loại biên vì nó quá vô dụng, không những không phát hiện được quân giải phóng mà còn làm quân Mỹ hoang mang tột độ vì có cảm giác quân giải phóng ở khắp mọi nơi. Dăm ba cái máy này sao khôn hơn được lính cụ Hồ. Cuối cùng là chiếc máy có vẻ triển vọng với đất nước nhiệt đới cây cối tùm như Việt Nam. Em nó có tên mỹ miều là máy nghiền cây cối chiến lược, nhưng tên dân dã thì là máy cắt cỏ loại lớn. Thực tế, đây là một loại máy cắt cỏ khổng lồ, có nhiệm vụ cắt cây, một trong những chướng ngại vật quân Mỹ bực mình nhất khi chiến đấu trên chiến trường Việt Nam. Để quân giải phóng không còn gì che chắn, Mỹ đã nghĩ ra cả loại máy cỡ lớn, chuyên biệt, chỉ có nhiệm vụ cắt cây, phục vụ cho việc phát quang rừng rậm. Thiết bị này được đánh giá là có hiệu quả sử dụng cao, ít tốn kém hơn so với thuốc diệt cỏ, vì thuốc diệt cỏ có thể bị nước mưa rửa trôi chỉ sau ít phút, mà mưa thì lại là đặc sản của rừng nhiệt đới ở Việt Nam. Năm 1968, một công ty khai thác gỗ ở Mỹ đã chế tạo hai thiết bị loại này theo đơn đặt hàng của quân đội và còn được gửi tới Đông Nam Á. Mỗi phương tiện có trọng lượng lên tới 60 tấn và nhiều lưỡi cắt cây ở phía trước và hệ thống băng truyền di chuyển thân gỗ sau khi cắt ra phía sau. Ngay khi đến tay quân đội Mỹ, súng máy 12,7mm loại .50 can đã được gắn thêm để làm mục đích tự vệ. Mặc dù vậy, cuối cùng quân đội Mỹ lại cho rằng các loại thiết bị này dù hiệu quả trong việc cắt cây, tuy nhiên tiếng ồn động cơ là quá lớn, thiết kế cồng kềnh khó di chuyển và dễ mắc kẹt trong mùa mưa. Do đó, em máy này cũng bị đẩy vào lãnh cung trong cuộc chiến với Việt Nam. Dù đã bỏ ra không ít tiền của và chất xám, nhưng những loại vũ khí độc lạ của Mỹ phần lớn trở nên vô dụng tại chiến trường Việt Nam. Đối mặt với những anh bộ đội cụ Hồ vừa thông minh vừa lắm mìu mẹo thì mấy thứ vũ khí ấy chẳng khác gì nào đồ chơi trên phố hàng mã. Có những thứ còn chưa kịp ra đời đã bị đá qua một bên. Đúng là buồn của Mỹ. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các anh em đã chú ý theo dõi. Nếu anh em yêu thích và ủng hộ Ngược Dòng Lịch Sử thì đừng quên like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha.